Những gì bạn đang xem là một khoảnh khắc lịch sử. Ấn Độ và Trung Quốc nên cảm ơn Nga nhiệt tình. Vì đây chính là lần đầu tiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc hội đàm chính thức sau 5 năm. Nó diễn ra bên lề của hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga. Thật khó tin là hai quốc gia đông dân nhất thế giới chia sẻ với nhau đường biên giới rất dài lại có thể nghỉ chơi với nhau lâu đến như vậy. Thế nhưng với cú bắt tay này thì Ấn Độ vừa thay đổi toàn bộ tương lai của trật tự thế giới bằng cách tuyên bố rằng họ đã chọn Trung Quốc, chứ không phải là Mỹ làm đối tác tương lai. Cú quay xe của quốc gia đông dân nhất, nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới chắc chắn sẽ gây ra những bước ngoặt lớn trên toàn cầu. Lý do thì rất đơn giản. Thế kỷ 21 thuộc về châu Á và Ấn Độ là một trong những tay chơi quan trọng nhất của châu Lục. Hãy thử nhìn vào dự báo của Quỹ tiền tệ thế giới IMF về tăng trưởng kinh tế vào năm 2024. Ấn Độ dẫn đầu thế giới với mục tiêu tăng trưởng ấn tượng là 7%. Thế nhưng mà có một điều thú vị hơn trong bảng biểu này. Đó chính là 4 vị trí đứng đầu đều là các thành viên của một tổ chức. BRICS. Mỹ biết châu Á là tương lai. Đó là lý do vì sao mà ngay từ năm 2011, Tổng thống Obama đã đưa ra chiến lược xoay trục sang châu Á. Đại loại có nghĩa rằng là nếu có thể xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ, Mỹ có thể nâng tầm sức ảnh hưởng trên toàn khu vực và kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thế nhưng mục tiêu này đã gặp rất nhiều trắc trở. Trên thực tế thì không một quốc gia nào có thể hãm phanh đà tăng trưởng của Trung Quốc. Và trong 10 năm qua, có một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Ấn Độ, cũng như là nhiều quốc gia đang phát triển, nhận thấy những gì mình nhận được thực tế chỉ bằng một phần so với những gì mà chính phủ Mỹ hứa hẹn mà thôi. Giờ đây thì Thủ tướng Modi đã nhận ra rằng tương lai của châu Á và Ấn Độ khó có thể trông chờ vào gã khổng lồ ở tít bên kia đại dương. Trong khi đó, thì Mỹ đã nhảy vào cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc. Điều này chỉ càng làm tăng nguy cơ với nước láng giềng sát vách là Ấn Độ. Mỹ đang rất cần Ấn Độ để duy trì và gia tăng sức ảnh hưởng ở châu Á trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Thế nhưng mà rất ngạc nhiên ở chỗ ấy là tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mới đây, thì Thủ tướng Modi đã quyết định tăng cường quan hệ với không chỉ một mà là cả hai đối thủ khó chịu nhất của phương Tây. Có một điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra đằng sau hậu trường chính trị. Hãng Bloomberg đưa tin rằng Ấn Độ đã vươn lên thành nhà cung cấp công nghệ bị hạn chế lớn thứ hai cho Nga. Câu hỏi là tại sao Ấn Độ đang xích lại gần hai đối thủ của Mỹ? Và điều này ảnh hưởng ra sao đến thế giới? Vào năm 2024 là năm bầu cử, và trong năm này đã có rất nhiều điều xảy ra với nước Mỹ. Nợ công đang vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi mà chính phủ của ông Biden vẫn tiếp tục tài trợ cho hai trong số những cuộc xung đột tốn kém và bị người dân phản đối nhiều nhất trong lịch sử. Bất kể là ai thắng trong cuộc bầu cử ngày mai, những vấn đề này sẽ không thể giải quyết chỉ trong ngày một ngày hai được. Giữa lúc mà nước Mỹ đang hơi hoang mang về tương lai, hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Kazan đã thu hút được sự tham gia của 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia cùng với lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đặc biệt hơn là trong danh sách đối tác chiến lược của BRICS có những con hổ châu Á như là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Ba quốc gia này đều đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập BRICS. Thái Lan và Malaysia đã nộp đơn. Và ngạc nhiên ở chỗ ấy